Ấy, như bệnh được chữa lành, không còn tìm thuốc. Lại nữa, thiền định là cửa ban đầu của thật trí, làm cho trí tuệ đứng lặng có thể soi chiếu các pháp. Như đèn trong nhà kín, ánh sáng nó đắc dụng. Nếu tu thiền định, thời bốn tâm vô lượng, tám bội giả, tám thắng sứ, năm thần thông, bốn biện tài vân vân, các công đức thậm thâm đều được đầy đủ, có thể làm cho ngói đá biến thành ngọc như ý, huống chi các việc khác tùy ý muốn làm, không điều chi không làm được. Vào đất như nước, đi trên nước như đất, tay cầm mặt trời mặt trăng, thân không cháy, lạnh, hóa làm thân các cầm thú, mà không chịu chuyện cầm thú. Hoặc có khi biến thân đầy khắp hư không, hoặc có khi thân như vi trần, hoặc nhẹ như lông hồng, hoặc nặng như núi thái. Hoặc có khi lấy ngón chân ấn xuống đất trời đất rung động mạnh như rung cỏ lá năng lực thần thông biến hóa như vậy đều từ thiền định mà có được. Chúng sanh nghe rồi, an lập nơi thiền ba la mật, an lập bát nhạo ba la mật, Bồ Tát dạy chúng sanh nên học trí tuệ. Trí tuệ là sáng suốt, thứ nhất gọi là mắt tuệ. Nếu không mắt tuệ, tuy có mắt thịt vẫn là đuôi. Tuy có mắt mà không khác xúc sanh. Nếu có trí tuệ tự phân biệt được tốt xấu, không theo lời người khác nếu không trí tuệ theo người dắt, đông dắt, tây, như châu, lạc đà bị sâu mũi đi theo người. Trí tuệ trên hết thảy pháp hữu vi, được bậc thánh nhân ái, vì hay phá pháp hữu vi. Như trong kinh nói, trong các thứ báu trí tuệ báu hơn hết, trong hết thảy đồ sắc bén, đao trí tuệ sắc bén hơn hết. Ở đảnh núi trí tuệ không còn lo sợ, xem các chúng danh khổ não đều thấy tất cả lưỡi dao trí tuệ hay cắt đứt sợi xích phiền não sanh tử vô thỉ. Năng lực trí tuệ còn làm cho đầy đủ sáu ba la mật được vô lượng Phật đạo không thể nghĩ bàn thành nhất thiết trí, huống chi thanh văn, bích chi Phật vào các việc tốt thế gian. Trí tuệ ấy tăng trưởng thanh tịnh không thể bị trở hoại, ấy gọi là ba la mật. Chúng sanh nghe rồi, an chú trong bát nhã ba la mật. Lại nữa, Bồ Tát hoặc có khi không dùng miệng dạy, hoặc hiện thần thông, ánh sáng, làm cho chúng sanh an trú trong sáu ba la mật. Hoặc hiện các cảnh duyên khác cho đến trong mộng, làm nhân duyên khiến chúng sanh giác ngộ mà an trú trong sáu ba la mật. Thế nên Kinh nói, muốn làm cho chúng sanh an trú trong sáu ba la mật, hãy học bát nhã ba la mật. Kinh muốn gieo một thiện căn nơi Phật Phước Điền cho đến khi chứng đắc vô thượng tránh đẳng tránh giác mà không tận nên học bát nhã ba la mật. Luận, thiện căn, ba thiện căn là thiện căn không tham, thiện căn không giận, thiện căn không ngu si. Hết thảy pháp lành đều từ ba thiện căn phát sanh và tăng trưởng. Như cây thuốc, cây cỏ, nhờ có gốc mà được sanh thành, tăng trưởng, vì vậy gọi là các thiện căn nay nói thiện căn là đồ cúng dường làm nhân duyên cho thiện căn là hoa hương, đèn sáng và pháp cúng dường là trì giới, tụng kinh vân vân. Đây là trong nhân nói quả, vì sao? Vì hoa hương không nhất định khi lấy thiện căn hoa hương cúng dường, gọi là thiện căn. Bố thí chẳng phải tức là phước, bố thí chỉ phá san tham, mở cửa thiện pháp. Thiện căn gọi là phước, như kim dẫn chỉ may áo, may chẳng phải là kim một là hoặc hoa hoặc hương hoặc đèn sáng hoặc lễ kính hoặc tụng kinh hoặc trì giới hoặc thiền định hoặc trí tuệ vân vân mỗi mỗi cúng dường và pháp cúng dường gieo vào phật phước điền phật phước điền mười phương ba đời chư phật hoặc phật ở đời hoặc hình tượng hoặc xá lợi hoặc chỉ niệm phật gieo là duyên tâm bám chắc hỏi kinh nói các thứ phước điền cớ sao chỉ nói gieo vào phật phước điền đáp, tuy có các thứ phước điền, Phật phước điền hơn hết vì đầy đủ vô lượng Phật Pháp như mười lực bốn vô úy, mười tám Pháp không chung. Vì vậy chỉ nói gieo vào Phật phước điền. Pháp bảo tuy là thầy của Phật nhưng nếu Phật không thuyết thời Pháp thành vô dụng. Như tuy có thuốc hay, nếu không có lương y, thời thuốc thành vô dụng. Vì vậy, Pháp bảo tuy trên, mà trước phải nói đến Phật bảo, huống chi tăng bảo lại nữa phật phước điền có thể thu được vô lượng quả báo ngoài ra các phước khác tuy nói vô lượng mà có kém thua vì vậy phật phước điền là bậc nhất không tận chư phật thành tựu công đức vô tận nên gieo vào phật phước điền phước cũng không cùng tận lại nữa công đức của phật vô lượng vô biên vô số vô đẳng nên người gieo phước được phước cũng không cùng tận lại nữa, lúc Phật còn làm Bồ Tát, duyên hết thảy chúng sanh, như chúng sanh vô lượng vô biên, thì Phước cũng không cùng tận. Lại nữa, Phật Phước điền thanh tịnh, nhổ sạch cỏ uế phiền não tham ái, vân vân. Tịnh giới là đất bằng, đại từ bi là tươi tốt, trừ đất muối tà ác, 37 đạo phẩm làm ngói cảnh, 10 lực, 4 vô úy, 4 vô ngại chế, vân vân, làm tường, vách, hay rút xanh quả báo niết bàn của ba thừa gieo giống vào ruộng vô thượng vô tỷ ấy, được phước vô tận. Hỏi, hết thảy pháp hữu vi là tướng vô thường, đều trở về tận diệt phước từ nhân duyên sanh làm sao được bất tận? Đáp, cũng không nói thường bất tận, tự nói, cho đến khi chứng đắc Phật ở trung gian bất tận. Lại nữa, hết thảy pháp hữu vi tuy niệm niệm sanh diệt nhưng tương tục không đoạn quả báo không mất nên nói là bất tận ví như đốt đèn tuy ngọn lửa sanh diệt mà không gọi là diệt khi dầu hết tim lụn mới gọi là diệt. Phước Điền cũng như vậy, do thâm tâm gieo vào ruộng tốt cho đến khi Pháp tận mà Phước Điền cũng không tận. Lại nữa, Bồ Tát biết thật tướng các Pháp như Niết Bàn bất tận. Phước Đức đưa vào thật tướng các Pháp nên cũng không tận. Hỏi nếu như vậy, Niết Bàn bất tận, Phước Đức cũng lẽ phải thường bất tận, cớ sao nói cho đến khi thành Phật ở khoảng trung gian bất tận. Đáp, Phước ấy do lực trí tuệ làm cho công đức ấy như Niết Bàn rốt ráo không, bất sanh bất diệt. Vì vậy nên ví như Niết Bàn, chứ chẳng phải Niết Bàn. Nếu là Niết Bàn thì không thể làm ví dụ. Nếu là Niết Bàn cớ sao quả báo thành Phật mà Phước không tận. Ví như ba cửa giải thoát là không, vô tướng, vô tác. Như tướng rốt giáo không giải thoát là không giải thoát môn thời quán thế gian cũng là rốt giáo không. Như tướng vô tướng giải thoát là vô tướng giải thoát môn thời quán thế gian cũng là tướng vô tướng. Như tướng vô tác giải thoát là vô tác giải thoát môn thời quán thế gian cũng là tướng vô tác. Vì vậy nên nói muốn gieo một thiện căn nơi Phật Phước Điền cho đến khi chứng đắc vô thượng tránh đẳng tránh giác mà Phước ấy không tận nên học bát nhã ba la mật. Kinh, lại nữa, này xá lợi Phất Bồ Tát Ma Ha Tát muốn được mười phương chư Phật xưng tán tên mình nên học bát nhã ba la mật. Luận, hỏi. Bồ Tát nếu quán các pháp rốt giáo không, bên trong không có ta, tôi, đã phá kiêu mạn, cớ sao còn muốn được chư Phật xưng tán tên mình lại bồ tát theo pháp phải cúng dường chư phật cớ sao lại cầu chư phật cúng dường mình đáp phật pháp có hai môn một môn đệ nhất nghĩa hai môn thế tục pháp theo môn thế tục nên muốn được chư phật tán thán tuy được chư phật tán thán mà không thấy ta tôi không chấp thủ tướng chúng sanh vì theo giả danh của thế gian nên nói ông hỏi Cớ sao trở lại cầu Phật cúng dường mình, như phẩm sau nói Phật tán thán. Bồ tát được bất thối chuyển đối với vô thượng, tránh đẳng tránh giác. Nay bồ tát ấy muốn được biết chắc chắn mình đã được bất thối chuyển chăng, vì vậy cầu Phật tán thán, chứ chẳng phải cầu cúng dường. Lại nữa các người, các chúng sanh khác bị tham dục sân nhuế, ngu si che tâm, nên không thể như thật tán thán, vì nếu có thiên ái thì không thấy thật lỗi, chỉ thấy công đức kia, nếu có thiên.